Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đã bao giờ các bạn vào một cửa hàng quần áo để thử một cái chiếc áo mà các bạn đã xem trước ở trên mạng, nó vô cùng hợp gu của bạn và vô tình là khi các bạn thử lên, nó vừa luôn, nó vừa in từ cái vai cho đến cái độ dài cho đến cái màu, cảm giác là nó may ra là để cho mình vậy. Thì ở trong nước hoa ấy, thì cái cảm giác sung sướng mỗi khi mà tìm được một cái mùi hương phù hợp ấy, nó phải nhân 2, nhân 3 lần. Với mình ấy, mùi hương nó là một cái chiếc áo vô hình, nhưng mà cái sức sát thương, cái sức để lại cái sự nhung nhớ cho người khác, và mỗi lần nó ngửi cái mùi hương đấy là nhớ đến mình. Và mình cũng đã gặp phải một chai nước hoa mà nó mang được cảm giác đấy, đó chính là Tom Ford Ombre Leather. Đây thực sự là một chai nước hoa rất phù hợp với cái phong cách ăn mặc vào mùa thu đông của mình. Cũng có khá nhiều bạn đề nghị mình review chai này, nhưng mà trước đây mình có một chai full mà mình đã dùng hết, nhưng mà một phần là vì chai nước hoa nó đắt. Cái thứ hai đó chính là cái thời tiết ở Hà Nội thực sự là nó chỉ có vài tháng để dùng chai nước hoa này thôi, nên là cái thời gian này thì bắt đầu mình mới mang em nó về để review cho các bạn. Và nếu như các bạn đang tìm mua nước hoa chính hãng thì các bạn có thể xem đường link phía dưới phần mô tả nha. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau nghiên cứu Ombre Leather của Tom Ford nha. Rồi, bây giờ chúng ta đi qua một chút về ngoại hình. Thì các bạn thấy là ở đây nó có một cái màu đen nhám rất là đẹp. Tất cả chai trơn màu đen nhám, chỉ riêng chữ Tom Ford Ombre Leather là màu trắng thôi. Và cái phần nắp thì vẫn là chữ TF, đó là viết tắt cho Tom Ford. Và chai nước hoa này thì trông vô cùng là nam tính, vô cùng là bí ẩn. Và chai nước hoa thì mình thấy là rất thích. Tuy là nó không đẹp như bộ Private Blend mà của chai Tom Ford Fucking Fabulous mà mình mới review ấy, nhưng mà đây cũng rất là ok rồi, đúng không? Về phần ngoại hình thì không có gì phải chê về chai nước hoa này cả. Về mùi hương của Tom Ford Ombre Leather thì khi mà mình mới xịt chai nước hoa ra thì mình ngửi thấy mùi giống mùi xăng kết hợp cùng một chút da thuộc. Thì nó làm mình liên tưởng tới việc là mình thường có cái thói quen là dùng một ít xăng để lau những chiếc áo da của mình khi mà để trong mùa đông tủ quá lâu ấy. Và khi mà lấy ra mặc thì mình thường hay lau lên một chút để cho nó sạch, cũng như là nó bóng được cái da hơn một chút. Thì cái mùi hương đấy bắt đầu rất giống mùi hương của Tom Ford Ombre Leather. Và cái cảm giác này nó sẽ lưu được khoảng tầm 15 đến 20 phút. Và sau đó thì cái cảm giác xăng nó sẽ dịu xuống, mà các bạn thấy rằng là da nó xuất hiện rất là rõ. Da ở đây thì nó kết hợp cùng với một chút cảm giác mà mình đến nghĩ là từ hoa trắng. Nó làm cho cái mùi hương da ở đây nó bị bớt bị thô kệch, nó bớt bị gọi là cứng và nó khó ngửi. Những cái mùi hương mà nó thiên về da ấy, thì nó sẽ khá là khó ngửi, khá là gắt và già. Và sự thì với mình, những cái mùi hương nó có những cái nốt hương da thuộc mà thuần ấy, thì nó rất là khó ngửi cho những bạn mới. Nhưng mà ở đây thì do được mix với hoa nên là mùi hương này nó sẽ nhẹ nhàng xuống. Và hoa ở đây là mix với hoa ngọt. Thì lúc ấy mình có xem qua đó là hoa nhài. Ồ, thực sự là nhài ngọt kết hợp cùng với da nó mang lên một cái vai rất là trẻ trung, nhưng mà vẫn có một cái độ quyến rũ, độ hấp dẫn ở đây. Khi dry down, Tom Ford Ombre Leather nó là một cái mùi hương khá đơn giản khi mà da được làm nhẹ dần xuống. Và nó thực sự càng ngày càng dễ ngửi bởi cái nốt hương ngọt đến từ hoa nhài. Nó mang tới một cái mùi hương vô cùng là nịnh mũi, quyến rũ, nhưng mà vẫn có một cái độ gai góc, vẫn có một độ nam tính. Và tí nữa mình sẽ nói là tại sao mình thích chai nước hoa này đến như vậy. Nếu như các bạn đang phân vân chai nước hoa này với chai nước hoa Tuscan Leather trong bộ Private Blend của Tom Ford, thì đây là một cái mùi hương dành cho tuổi trẻ. Nó sẽ trẻ trung hơn, nó sẽ nịnh mũi và nó sẽ dễ ngửi hơn so với Tuscan Leather. Tại vì với Tuscan Leather nó là một cái người đàn ông kiểu trưởng thành, giàu có tiền, nhưng mà nó cũng hơi khó tiếp cận. Tại vì người đàn ông đây không còn cái độ trẻ trung, không còn cái độ hòa đồng như ban đầu nữa, như ở Tom Ford Ombre Leather. Mà người đàn ông ở đó thì có phần khá là thô, tại vì da ở đó thì làm thực sự là với mình nó, mặc dù nó blend cũng dành cho số đông, nhưng mà so với độ nịnh mũi và cái độ mượt mà thì Tom Ford Ombre Leather nó là một cái phiên bản mình cảm giác là dành cho giới trẻ nhiều hơn. À quên, khi mà mùi hương này chỉ còn thoang thoảng trên da thì nó hơi chua một chút nữa, nhưng mà vẫn thực sự là vẫn rất ngon các bạn. Tom Ford Ombre Leather thì nó sẽ có độ bám tỏa ra sao, cũng như là độ tuổi phù hợp như nào. Thì chai nước hoa này nó lưu được rất tốt ở trên da. Khi mà trên da mình thì nó phải được tầm chắc là 10 tiếng. Mà tỏa hương thì lúc nào cũng tầm một cánh tay
Tóm lại là chỉ cần các bạn đi qua thôi là người ta có thể ngửi thấy, mà thi thoảng kiểu mình chỉ cần đưa nhẹ cái tay ra như này là mình cũng có thể ngửi thấy mùi hương đấy. Và người yêu mình thì uầy, anh chị cũng mùi hương đấy mà từ trong phòng thôi, mà em ngồi ngoài phòng ngoài em còn ngửi thấy. Thì về cái độ bám tỏa, thực sự đây là một chén hoa rất là phù hợp dành cho mùa thu đông. Và về cái độ tuổi phù hợp thì với mình, em này có lẽ là những bạn tầm từ 20-21 tuổi là các bạn có thể sử dụng được rồi. Chắc là đến tầm 30, thậm chí là 35 nếu như các bạn vẫn rất là trẻ trung, thì đây là mùi hương dành cho các bạn, đặc biệt là thích nốt hương xa thuộc nữa. Còn bây giờ mình sẽ chia sẻ cái lý do vì sao mà mình thích chai nước hoa này ngay từ lần đầu tiên mình thử. Thứ nhất, đó là nó mang đến một cái hình ảnh một người đàn ông có phần khá là bự bợm, có phần gai góc, nhưng mà nó vẫn rất là quyến rũ, nó rất là sexy ấy. Nó rất là gợi đòn các bạn. Các bạn có thể xem cái video mình review chai Moschino gấu đen này, hay là chai Discreet Poison Black. Đó là hai chai nước hoa nó cũng làm trong mùa đông, một chai là tiêu hồng, một chai cũng là hồng. Nhưng mà với mình ấy, hai chai nước hoa đó nó có một cái vai chung với em này, là mang đến một cái hình ảnh mùi đàn ông kiểu ngầu, bụi bụi, phong trần, nhưng mà nó vẫn có một cái sự quyến rũ. Nhưng mà ở em này ấy, thì nó mang tới một cái hình ảnh những cái người mà những cái anh con trai mặc những chiếc quần jean đen, đi những đôi chi xin bút màu đen này, rồi chiếc áo phông ở trong cũng là màu đen hoặc là màu trắng, rồi những chiếc khoác những chiếc áo ra trông kiểu giống đúng kiểu các chị em gọi là mấy anh bad boy ấy. Thì đây là mùi hương như vậy, nhưng mà anh bad boy này thì trông có vẻ đẳng cấp hơn so với hai mùi hương kia. Anh bad boy này trông có vẻ lịch sự và có điều kiện hơn, tại vì như mình nói rồi, cái DNA của Tom Ford là mang đến một cái vai rất đẳng cấp, rất là sang trọng. Nhưng mà đây là kiểu một anh con nhà giàu, và như anh này mà kiểu đi những cái chiếc xe kiểu phân khối lớn thì phải gọi là ui đỉnh luôn. Mùa đông mà xịt mùi này thôi thật. Và nếu như bạn nào đang quan tâm đến những cái mùi hương của Tom Ford nhưng mà các bạn thấy rằng là những cái sản phẩm các bạn thử qua nó khá là già, thì đây chính là chân lý của cuộc đời các bạn. Các bạn ăn mặc đúng như mình bảo, và các bạn có một cái vai nó hơi kiểu bad boy, hơi kiểu bất cần một chút, thì đây, tôi chất mọi loại Dior Sauvage luôn, không bao giờ có cửa so với Tom Ford Blazer. Đây là chai nước hoa các bạn phải có trong mùa đông nếu như các bạn theo style kiểu vậy. Không biết có bạn nào trái ý kiến với mình không? Nếu như có thì hãy comment bên dưới để cho mình biết là chai nước hoa này có những cái điểm gì mà các bạn chê. Tại vì mình thấy là đây là một chai nước hoa không có gì phải chê cả. Giá nó cũng rất là ok trong cái những cái sản phẩm của Tom Ford. Và nếu thấy video hay thì đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để nhận được những cái video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn sớm đến mùa đông để xịt được em này.